Em con, bây giờ em có thể giới thiệu về ba mẹ em và hôm nay em đến chơi với ai được không nè? Ba con tên là Nguyễn Thanh Phong, mẹ con tên là Bùi Thị Đào. Em con tên Nguyễn Thanh Phúc. Hôm nay con đi chơi với ba con. Ba con tên là Nguyễn Thanh Phong, 36 tuổi. Ba là bác sĩ, hiện đang công tác tại bệnh viện nhiệt đới. Rồi, bây giờ chị đề nghị em mời ba em ra chơi nào. Ba ơi, ra chơi với con. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đầu tiên. Ở vòng chơi này thì các bậc phụ huynh đã được vào trong xoay Rubik và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các em bé ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua 3 câu hỏi. Sẽ có 2 câu hỏi với đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với ba mẹ. Và một câu duy nhất là câu hỏi mở, các bé sẽ ghi được 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với ba mẹ. Chúng ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên với bé Minh Quân. Cô Quỳnh Hương rất là muốn hỏi bạn Minh Quân là con có nhiều bạn không? Dạ có. Con thử kể tên ra một vài bạn thân chơi với con đi. Dạ bạn Trường Giang. Bạn Trường Giang nè. Bạn Cường Tài. Cường Tài nè. Vậy là con chơi với bạn trai thôi hả? Con có bạn gái chơi thân với con không? Dạ có. Thì cũng có chơi nhiều. Như vậy thì câu hỏi dành cho bạn Minh Quân như thế này nè, chị Xuân Nghi sẽ đọc cho em nghe. Cho chị Nghi hỏi là em thích chơi với bạn có tính tình như thế nào? Thứ nhất là hiền lành và ít nói. Thứ hai là vui vẻ và nói nhiều. Còn thứ ba là bạn nào em cũng chơi hết. Dạ em thích mà vui vẻ ít nói nhiều. Vậy thì hai bạn Trường Giang với Cường Tài của con đều là những bạn vui vẻ nói nhiều hay sao? Dạ. Rồi cô Quỳnh Hương hỏi thêm câu nữa nha. Là giữa con với hai bạn đó bạn nào nói nhiều hơn? Dạ bằng Cường Tài. À Cường Tài nói nhiều hơn. Rồi cảm ơn con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Hải Lam thì xem sao con sẽ chọn bạn như thế nào. Bạn nào con cũng chơi được. Vậy á hả? Con có nhiều bạn thân không? Dạ có. Bao nhiêu bạn thân? Nhiều nhiều. Nhiều, nhiều là bao nhiêu? 10 hay là 15 hay là 50? Dạ 10. 10 bạn thân luôn. Chị Nghi có bao nhiêu bạn thân? Con có 2 bạn thân à. À. Còn bao nhiêu là bạn? Bạn chơi bình thường đúng không nè? Nhưng mà bản thân con thấy tính tình con là nói nhiều vui vẻ hay là hiền lành ít nói? Vui vẻ nói nhiều. À con cũng vui vẻ nói nhiều hả? Cô Quỳnh Hương thấy con ít nói quá đi à. Cảm ơn con. Chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Quỳnh Như nào. Dạ. Con thấy sao? Con thấy là bạn nào con cũng chơi. Vậy hả? Nhưng mà con sẽ có nhiều bạn thân hay là con sẽ có ít bạn thân thôi? Dạ nhiều. Nhiều lắm hả? Con kể tên chừng 3 bạn thân của con ra cho cô Quỳnh Như nghe. Dạ bạn Thanh Vy, bạn Thảo Hiền, bạn Gia Hân. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này sẽ bắt đầu từ bạn Hải Lam. Con có thích được đi chơi ở ngoài không? Đi chơi ở công viên hay là đi xa chơi đó? Ba mẹ dẫn con đi sở thú. À vậy hả? Dẫn đi sở thú rồi. Như vậy chị Xuân Nghi sẽ đặt câu hỏi cho con như sau. Vậy thì mỗi lần mà em đi chơi như vậy thì ai thường chuẩn bị đồ đạc cho em nè? Dạ mẹ. Là mẹ con. Ba con có khi nào phụ mẹ không? Dạ có. Như vậy mà con vẫn chọn là mẹ đúng không? Cảm ơn con. Cô Quỳnh Hương muốn nghe ý kiến của bạn Quỳnh Như. Dạ là mẹ. Cũng là mẹ luôn. Thế ba có bao giờ chuẩn bị đồ đạc cho con không? Dạ ít khi. Vậy hả? Con nghĩ là vì sao mà phần đông là mẹ chứ không phải là ba nè? Dạ con thấy ba ít lo cho con hơn. À vậy hả? Không phải ba ít lo cho con hơn đâu, mà là tại mẹ thân với con nhiều hơn. Mẹ biết là con cần gì hả? Dạ. Nghi hả? Thế mỗi lúc mà Nghi đi chơi thì ai sẽ soạn đồ cho Nghi? Dạ mỗi lúc đi chơi thì có lúc mẹ con soạn, có lúc con tự soạn. Giỏi quá, tại chị Nghi lớn hơn em nhiều rồi đúng không nè. Mai mốt con lớn bằng chị Nghi con cũng sẽ tự soạn đồ luôn. Chúng ta hãy nghe ý kiến của bạn Minh Quân. Ai sẽ là những người soạn đồ cho con để mà cho con đi chơi dã ngoại? Dạ mẹ. Cảm ơn con. Chúng ta đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ bạn Quỳnh Như. Con có phải là một cô bé luôn luôn khỏe mạnh không? Dạ, phải. Phải. Này câu hỏi phụ, không có tính điểm. Nhưng mà có lúc nào con cảm thấy mệt mỏi trong người không? Dạ, ít. Ít khi? Dạ.
nhưng mà cũng có đúng không nè. Rồi, vậy như thì vậy mỗi lần mà em mệt mỏi đó thì em thường nói cho ai biết nè, em thường làm gì nè. Thứ nhất là em nói cho ba biết, thứ hai em nói cho mẹ biết, còn thứ ba là em im lặng, em nằm nghỉ ngơi, em không nói ai biết hết. Dạ, là con chọn mẹ. À, mẹ. Con cũng sẽ nói cho mẹ biết. Cảm ơn con. Có vẻ như là mẹ là một người bạn rất thân của con thì phải. Phải không? Cảm ơn con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Minh Quân nào. Dạ, con nói cho mẹ biết. Con cũng sẽ nói cho mẹ biết. Cảm ơn con. Ý kiến của bạn Hải Lam thì như thế nào con? Con sẽ nói cho mẹ ba biết. Dạ, mẹ hay ba? Dạ, ba. À, con nói cho ba biết hả? Tại vì... sao em không nói cho mẹ biết? Tại vì mẹ hay giữ em. À, con thương mẹ phải không? Dạ. Mẹ bận rộn cho nên con sẽ nói cho ba biết. Cảm ơn con rất là người lớn rồi đó, con chững chạc lắm rồi đó. Cảm ơn con. Chúng ta hãy cùng chào đón các vị phụ huynh trở lại với trường quay. Quỳnh Hương xin được kiểm tra câu hỏi đầu tiên với bà Đức Minh ạ. Cho Quỳnh Hương hỏi là căn cứ theo cá tính của con mình á, thì con sẽ thích chơi với bạn có tính tình như thế nào? Thứ nhất là bạn hiền lành, ít nói. Thứ hai là bạn vui vẻ, nói nhiều. Và thứ ba là bạn nào con chơi cũng được hết. Theo tôi thì bé sẽ chọn bạn mà vui vẻ, nói nhiều. À, vì sao anh lại chọn như vậy? Có phải là vì con mình quá hiền lành, ít nói hay không ạ? Không, tại vì bé ở nhà rất là hiếu động. Con có hiếu động không? Sao nãy giờ không có thấy con nhúc nhích gì hết trơn vậy? Con hiền khô à? Chắc là tại bé lên đây bé rung quá hay sao, chứ ở nhà thì bé giỡn rất là nhiều. À, như vậy thì có nghĩa là bé sẽ có khuynh hướng tìm bạn cùng cái cá tính của mình để đúng chơi rồi, phải không ạ? Đúng rồi. À, như chính xác hồi nãy thì bé đã có khoe là trong số các bạn thì rõ ràng bé không có nói nhiều với vui vẻ bằng bạn Cường Hải phải không con? Nhưng mà cho dù là con nói là con không có gọi là tinh nghịch bằng các bạn thì đó cũng chính là sự lựa chọn của con và 50 điểm đầu tiên dành cho gia đình của mình. Chúc mừng. Chúng ta nghe ý kiến của mẹ Thu Hằng, xin được mời chị. Dạ, theo tôi thì có lẽ cháu sẽ chọn phương án 3, đó là bạn nào chơi cũng được ạ. Vì sao chị lại nghĩ là như vậy ạ? Dạ, tại vì tính cháu rất là đầm và cũng rất là dễ hòa đồng. Rất đầm nhưng mà cũng rất dễ hòa đồng. Cô Quỳnh Hương nghĩ vào giờ phút này con nên nở một nụ cười đi thì phải. Tại vì nếu con không cười, cô Quỳnh Hương không tặng 50 điểm cho con đâu. Con đã đúng rồi, 50 điểm cho gia đình của mình. Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của ba Thanh Phong ạ. À, theo tôi nghĩ thì cháu chọn cái bạn chơi thì cái tính trầm. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì cháu ở nhà cái tính nó cũng kỹ tính lắm. Nó chơi con bé như thế đã kỹ tính rồi ạ. À, nhưng mà thật ra hồi nãy con có tâm sự với lại nhà cô Quỳnh Hương với chị Xuân Nghi là con bạn nào con chơi cũng được, con có nhiều bạn thân lắm, con kể ra được tới 3-4 cái tên lận, cho nên là chưa trùng khớp ý kiến của ba và chưa ghi được điểm cho câu hỏi đầu tiên. Mình sẽ còn rất nhiều cơ hội con ạ. À, không sao, mình sẽ còn cố gắng được. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này bắt đầu từ mẹ Thu Hằng. Thưa chị, mỗi lần mà gia đình mình có dịp đi chơi dã ngoại đó thì ở trong nhà mình ai thường là người chuẩn bị đồ đạc để đi ạ? Dạ tôi ạ. À, chị có nghĩ là cháu nó sẽ chọn như thế không ạ? Dạ chắc cháu nó sẽ chọn như vậy, tại mỗi lần đi chơi thì tôi sẽ trực tiếp chuẩn bị cho cả gia đình ạ. Và ba cháu có khi nào phụ mẹ không ạ? À, dạ ba cháu thì sẽ lo lấy những thứ lặt vặt khác thôi ạ. Dạ. 100 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng con. Xin mời ba Thanh Phong. Khi đi có cái dịp đi chơi thì ở nhà thường mẹ cháu chuẩn bị đồ. Mẹ con cũng sẽ chuẩn bị đồ cho con. Dạ, dạ. Thế anh có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ phụ chị soạn một vài thứ không ạ? Dạ có. Quỳnh Hương muốn tặng cho gia đình của mình 100 điểm, chúc mừng. Chúng ta giờ đây sẽ đến với ý kiến của ba Đức Minh. À, thường thì khi gia đình chúng tôi đi đi dã ngoại thì mẹ bé là người luôn luôn để chuẩn bị đồ đạc cho bé. 100 điểm dành cho gia đình của mình, chúc mừng. Chúng ta đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ ba Thanh Phong. Mỗi lúc mà cháu bé cảm thấy trong người mình mỏi mệt ạ,
thì con thường làm gì nếu mà xét theo cá tính của con ạ? À? Thứ nhất là con sẽ đi nằm nghỉ và không nói gì cho ba mẹ biết hết. Thứ hai là sẽ báo cho mẹ biết và thứ ba là sẽ báo cho ba biết. Mời anh. Theo con nghĩ thì cháu sẽ chọn phương hai là báo cho mẹ biết. Vì sao anh không chọn là báo cho ba biết? Ba là một bác sĩ cơ mà. Thường thì ba bận hơn mẹ, báo ba trước rồi nói, báo mẹ trước rồi nói ba sau. À, tức là có cái chuyện gì thì sẽ báo mẹ trước, bởi vì mẹ còn là bạn thân của con nữa đó ba. Cho nên là 50 điểm dành cho gia đình của mình, chúc mừng con. Chúng ta sẽ nghe ý kiến của ba Đức Minh. Khi mà bé mệt mỏi hay là gì thì người đầu tiên thì bé luôn luôn là mẹ. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy à? Lúc nào cũng vậy. Mẹ có ở nhà thường xuyên với con không hay là mẹ cũng phải đi làm ạ? Mẹ cũng đi làm, nhưng mà khi nào mà mẹ về đến nhà thì bé rất là có chuyện gì cũng hay kêu mẹ hết. Dạ. Mặc dù có ba thì cũng là kêu mẹ luôn. Dạ. Cái chuyện đó cũng thông cảm hiểu được thôi. Con ở độ tuổi nhỏ như thế này có khuynh hướng gần với mẹ ha. Như vậy thì chúng ta sẽ quyết định tặng cho gia đình còn thêm 50 điểm nữa. Chúc mừng con. Ý kiến của mẹ Thu Hằng thì sao ạ? Dạ theo tôi thì tôi thấy rằng có lẽ cháu sẽ lựa phương án đó là nói cho ba trước. Ủa vì sao thế ạ? Dạ tại vì ba cháu thường xuyên đón cháu đi học về, và thứ hai là ba cháu và cháu rất là thân thiết. Bất cứ một cái bí mật gì thì đầu tiên người bật mí, cháu bật mí sẽ là ba. Dạ. Và 50 điểm dành cho gia đình của mình. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của ba gia đình. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Quỳnh Như ghi được 150 điểm. Gia đình bé Minh Quân ghi được 200 điểm. Gia đình bé Hải Lan ghi được 200 điểm. Xin chúc mừng cả ba gia đình. Con mong cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Em mong anh vững chãi một bờ vai. Mẹ mong con khỏe mạnh chắc tương lai. Đem yêu thương đông đầy cho tất cả. Mình vào dòng nước xanh mát để thưởng thức chương trình ca nhạc thiếu nhi nhiều màu sắc và các vũ điệu flamenco cháy bỏng hay sôi động với các ca sĩ Bảo Thi, Dương Khang, Hai B, Nghi Văn và các người mẫu nổi tiếng trong chương trình ca nhạc đặc biệt mừng lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 công viên nước Đầm Sen, nơi mang lại cho bạn nhiều niềm vui và sức sống mới. Nhà tôi ăn uống rất khó. Thôi, không được, bụng già kém lắm, ăn vào là đau bụng ngay. Tôi biết rồi. Cho tôi tràn Việt Khang, nguồn gốc thảo dược loại bỏ nhanh các triệu chứng đau bụng, đi ngoài, đầy hơi, khó tiêu. Tác dụng kháng viêm, điều tiết chức năng dạ dày ruột, đặc trị viêm đại tràng mãn tính. Ngon miệng đi. Có tràng vị khang rồi. Tràng vị khang, đặc trị viêm đại tràng mãn tính. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thay đổi, giành cờ trước sẽ thắng, không được bơi. Bè xa quá, lo gì, mình có hai tấm ván với một dây thừng mà. À, mình có cách rồi. Buộc đầu này lên cây đi. Đầu dây kia sẽ giữ hai tấm ván, thế là cậu sẽ không gãy. Ovantin là thức uống bổ dưỡng từ lúa mạch, giàu canxi và choline. Với công thức Power 10, Ovantin giúp trẻ cao hơn và thông minh hơn mỗi ngày. Ovantin. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình vào vòng chơi thứ hai. Ở vòng chơi này thì đến lượt các em bé đã được vào trong xem truyện tranh, nghe nhạc và chơi với chị Xuân Nghi, hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các bậc phụ huynh ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi mở, mỗi câu sẽ đem đến cho ba mẹ 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con của mình.
Và một câu duy nhất có đáp án có sẵn, ba mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con. Chúng ta cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên với ba Đức Minh. Được hỏi ba Đức Minh là bình thường cái này thì hỏi thêm thôi nha. Tức là bình thường thì ai thường là người đưa đón cháu về đi học ạ? Thường thì là mẹ sẽ đưa đón cháu đi học và đón cháu về. Như vậy thì câu hỏi chính như sau: mỗi khi tan học về nhà thì cái điều bé thích thú nhất là gì? Mỗi khi tan học về nhà, bé thích thú nhất là sẽ chơi điện tử. Được chơi điện tử chơi à? Điện tử. Cháu có phải là một người chơi rất là giỏi không ạ? Bé chơi cũng rất hay. Dạ. Mặc dù là hôm nay chỉ mới 7 tuổi nhưng mà bé chơi nhiều trò. Mà thậm chí nhiều khi ba chơi còn không lại bé. Cháu nhỏ cho nên là cái độ tinh nhạy của cháu cao. Cảm ơn anh. Mời mẹ Thu Hằng. Dạ, thưa, mỗi khi đi học về thì thích nhất cháu, bé thích nhất là được chơi với em ạ. Được chơi với em? Dạ. Em bé 7 tháng tuổi đã biết chơi với anh chưa ạ? Dạ, em bé cười giỡn rất là vui ạ. À, dạ. Cho nên là anh hai rất là mê em đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn chị. Mời ba Thanh Phong. Dạ, mỗi khi bé đi học về nhà thì cũng cái điều mà bé thích nhất là được gặp em và chơi với em. À, thế em của cháu hồi nãy cháu có giới thiệu nhưng mà cô Quỳnh Hương chưa có nghe kỹ là em trai hay em gái ạ? Dạ, em trai. Em trai 2 tuổi phải không ạ? Dạ, em trai 6 tháng. Ồ, mới có 6 tháng thôi á. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này bắt đầu từ mẹ Thu Hằng. Có thể là đối với mẹ thì câu hỏi này nó sẽ dễ hơn đối với hai ông bố ở đây. Nếu trong một cái bữa ăn hoặc là một cái bữa tiệc có xôi á, thì con sẽ thích ăn xôi với cái món gì nghe? Thứ nhất là ăn xôi với lạp xưởng, thứ hai là ăn xôi với chả lụa, và thứ ba là không có thích ăn thêm với cái gì khác, chỉ thích ăn xôi không thôi. Thưa chị Quỳnh Hương, thì cháu Lam sẽ thích ăn xôi không ạ? Hà, thích ăn xôi không thôi. Nhưng mà xôi có phải là món khoái khẩu của con không ạ? Dạ có, sáng nào cháu cũng ăn. À, đấy à, cảm ơn chị. Mời ba Thanh Phong, ba có biết không ạ? Dạ. Mời anh. Khi mà cháu ăn xôi thì thường là cháu ăn với lại lạp xưởng. Lạp xưởng? Dạ. Dạ, có nghĩa là ăn xôi mặn phải không ạ? Dạ. Cảm ơn ba Thanh Phong, mời ba Đức Minh. Con bé Minh Quân thì lại thích ăn với gà. Với gà. Dạ. Gà thì không có trong danh mục này. Như vậy thì nếu như mà không có được cái món gà thì giữa lạp xưởng, chả lụa với xôi không thì liệu cháu sẽ chọn món gì ạ? Thì nếu vậy thì chắc là bé sẽ chọn với chả lụa. Chả lụa, cảm ơn anh rất là nhiều. Đây là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này tương đối mở, rất là mở, cho nên cũng hơi khó cho các phụ huynh đây. Đối với ba mẹ, đối với anh chị, thì bé là một người con như thế nào? Mời ba Thanh Phong. Dạ, đối với ba mẹ, bé là một cháu rất là ngoan, rất là có hiếu, rất là có cái lòng thương người. À, như vậy thì giữa ngoan, có hiếu và có lòng thương người thì anh sẽ chọn cái điều gì là điều đầu tiên con sẽ nói? Chắc là chọn câu cháu là ngoan. Dạ, cảm ơn ba Thanh Phong. Mời ba Đức Minh. Theo tôi thì cháu sẽ chọn ngoan. Chọn ngoan. Và mẹ Thu Hằng. Dạ thưa chị Quỳnh Hương, bé Lam chắc chắn sẽ phải chọn cái đáp án là ngoan ạ. Cảm ơn ạ. Nhưng mà cháu có ngoan thiệt không ạ? Dạ ngoan. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba em bé trở lại với trường quay. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi bạn Minh Quân là cái điều mà làm cho con thích thú nhất mỗi khi được tan học về nhà là gì? Dạ đi chơi. Đi chơi đâu con? Công viên cát. À vậy hả? Công viên cát ở đâu? Công viên cát lần đầu tiên cô Quỳnh Hương nghe nói luôn á. Công viên cát ở đâu? Hả con? À. Thiệt, cô Quỳnh Hương muốn hỏi để cô Quỳnh Hương đưa con trai cô Quỳnh Hương đi chơi mà. Công viên cát ở đâu? Như vậy thì bây giờ cô Quỳnh Hương mới nói nha. Rõ ràng con sẽ thích được đi chơi hơn, ba thấy không? Chơi trò chơi điện tử cũng tốt, nhưng mà mình không nên chơi quá nhiều con ha. Chơi nhiều vừa hại cho mắt mình mà vừa cũng hại cho đầu óc mình nữa. Như vậy thì nên nói ba đưa con đi chơi ra ngoài nhiều, đi công viên cát nhiều. Ba sẽ biết được điều đó và ba sẽ rất là vui. Tuy nhiên hai cha con chưa trùng khớp điểm với nhau trong câu hỏi này và chưa ghi được 100 điểm. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Hải Lam nào. Con thì sao?
cái điều mà làm cho con cảm thấy thích thú nhất mỗi khi được tan học về nhà là gì? Dạ, con được chơi Game Boy. Game Boy? Game Boy làm sao? Trong đó có mấy nhân vật? Nhiều. Không biết hả? Hay là con quên rồi? Con quên. Vậy hả? Con quên rồi mà con thích nhất sao được? Như vậy thì chưa trùng khớp ý kiến với mẹ. Tại nãy mẹ tưởng là con sẽ thích chơi với em, cho nên là cũng chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Quỳnh Như, ý kiến của con thì như thế nào? Dạ, con nghĩ là chơi với em. Vậy á hả? Con chơi với em con thấy như thế nào? Em dạ. Con mới 6 tháng tuổi đúng không? Dạ, em con mới 5 tháng thôi. Ủa, mới 5 tháng vậy ba cộng thêm tháng nữa rồi. Như vậy thì con thấy chơi với em thì như thế nào? Tả cho Quỳnh Hương nghe coi. Dạ, rất vui. Nhưng mà em con có cắn con không? Dạ, không. Sao kêu nó không cắn con? Gặp con là nó mừng con. Vậy hả? Biết cười với con rồi hả? Dạ. Biết nhận ra con rồi đó hả? Dạ. Giỏi quá. Như vậy là con sẽ nên cưng em nhiều vô nha. Tại vì là em con vừa đem đến cho con 100 điểm. Chúc mừng con. Chúng ta đến câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này bắt đầu từ bé Hải Lam. Hải Lam, cô Quỳnh Hương được biết là món xôi là món ruột của con phải không nè? Sáng nào con cũng ăn xôi phải không? Dạ. Như vậy thì giữa ba cái món sau đây để ăn kèm với xôi, con sẽ thích ăn món nào hơn? Cái thứ nhất là con sẽ ăn với chả lụa, thứ hai là con sẽ ăn với lạp xưởng, và thứ ba là con ăn không có cần thêm cái gì hết. Con ăn với lạp xưởng. Con ăn với lạp xưởng hả? Ăn lạp xưởng ngon không con? Ngon phải không? Vậy thì mẹ mấy lần sau mẹ sẽ nhớ mua thêm lạp xưởng mẹ bỏ vô cho con. Mẹ tưởng là con chỉ thích ăn xôi không thôi, cho nên chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Không sao, mình còn một câu nữa để mình cố gắng. Bé Quỳnh Như, con thấy sao nè? Con nghĩ là lạp xưởng à. Sao mà con nghĩ mà con không chắc vậy? Con thích ăn lạp xưởng không? Thích. Ăn xôi với lạp xưởng thì rất là ngon phải không nè? Tuy hai món kia cũng ngon nhưng mà cái món lạp xưởng làm cho cô Quỳnh Hương có thiện cảm, tại vì nó sẽ cộng thêm cho gia đình con 50 điểm nữa chứ mình con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Minh Quân xem sao. Minh Quân, sao nào con? Con sẽ thích ăn với cái gì? Dạ, chả lụa. Ăn với chả lụa hả? Ăn chả lụa ngon hơn hay ăn với gà ngon hơn? Ăn với chả lụa. Hồi nãy ba có thành thật khai báo với cô Quỳnh Hương là con thích ăn với gà. Nhưng mà tại vì gà ở trong đây không có tính, cho nên là giữa một trong ba cái điều này thì con thích ăn với chả lụa, và cộng thêm cho con 50 điểm nữa. Chúc mừng con. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này sẽ quyết định gia đình nào được vào vòng đặc biệt. Tất cả các bạn cố lên. Bắt đầu từ bé Quỳnh Như. Xem nào con. Con hãy nói cho cô Quỳnh Hương biết là đối với ba mẹ thì con là một người con như thế nào? Dạ, là bé ngoan. Bé ngoan lắm hả con? Mà con ngoan thiệt không? Dạ thiệt. Có lúc nào hư hư chút đỉnh không? Dạ, cũng ít. Ít thôi đúng không? 100 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Minh Quân. Minh Quân, con thì như thế nào đối với ba mẹ? Dạ, có hiếu. Con có hiếu hả? Con thương ba mẹ lắm đúng không? Con có ngoan không? Dạ hơi. Hơi ngoan thôi hả? Tội nghiệp con. Có lẽ là vì cháu hiếu động cho nên cháu ngại. Cháu nói là cháu ngoan thì có lẽ là chưa ngoan 100%. 95% ngoan cũng được gọi là ngoan, mà 80% ngoan cũng gọi là ngoan rồi con ạ. Cho nên con vẫn có thể hãnh diện. Con nói với cô Bình Hương là con là con ngoan của ba mẹ, không sao hết. Hồi nãy ba con nhìn nhận là con nói là con ngoan đó, cho nên là chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Không sao, nhưng con có hiếu là cô Quỳnh Hương cảm thấy khen con rồi. Hải Lam, con thấy làm sao? Con thấy con ngoan. Vậy hả? Ngoan 80% hay ngoan 90% hay ngoan 100% luôn? Dạ, 90. Giỏi, như vậy là biết khiêm tốn. Cô Quỳnh Hương cộng cho con thêm 10% nữa cho chẳng 100% nha. Quyết định tặng cho con 100 điểm nữa, chúc mừng con. Kết thúc cả hai vòng chơi, bé Xuân Nghi sẽ công bố số điểm của cả ba gia đình. Kết thúc cả hai vòng thi, gia đình bé Minh Quân ghi được 250 điểm.
Gia đình bé Hải Lam ghi được 300 điểm. Như vậy cả hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ nhận được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Quỳnh Như ghi được 400 điểm sẽ nhận được 2.000.000 đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng gia đình em. Mỗi gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Archingon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra thì chú heo xinh xắn đáng yêu này cũng sẽ theo chân các bạn nhỏ về nhà. Cảm ơn cả ba gia đình cùng đến đây chơi ngày hôm nay. Xem kìa, ít béo, hương thanh, vị thật đậm đà, sợi mì dai, vàng sáng tự nhiên. Hello, đẳng cấp của tô mì ngon. Bé ước muốn được cao hình nè, bé đã lên ba rồi. Và bé ước muốn được thông minh nè, bé đã lên ba rồi. Grow Advanced IQ với công thức toàn cầu của hệ dưỡng chất Advanced IQ giúp trẻ từ 3 đến 7 tuổi đạt chiều cao lý tưởng và thật thông minh. Và các sinh hoạt văn phẩm của Abbott Hoa Kỳ. Với Subus, mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra. Thưởng thức kẹo mềm Subus với hương vị tuyệt ngon, sẽ chia Subus cùng chung niềm vui. À, đã quá, đã quá. Vì sao sáng, công nghệ cao Nhật Bản, nước súp thật đậm đà, nhiều rau củ tươi nữa, sợi mì dai và ống mượt. Vì sao sáng, vì chất lượng sao. Khi cơn đau đầu cản trở việc chăm sóc gia đình yêu thương của bạn, để giảm đau nhanh, đã có Efferegan 500 chứa paracetamol 500mg tan ngay trong nước, giúp cơ thể hấp thu nhanh. Efferegan 500 hiệu quả nhanh trong giảm đau. Không dùng Efferegan cho người suy gan và dị ứng với paracetamol. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Efferegan 500, sản phẩm của Bristol Myers Squibb. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Hệ dưỡng chất đột phá Advanced IQ chỉ có trong Gen Plus Advanced IQ, giúp bé thông minh hơn để luôn vượt lên phía trước. Gen Plus Advanced IQ. Công việc của Linh rất bận rộn nên sản phẩm tiện lợi như mì gói là rất phù hợp. Nhưng thú thật, Linh ít ăn mì vì sợ nóng và có thể nổi mụn. Và rồi, Linh phát hiện ra mì khoai tây Omachi rất lạ. Mì làm từ khoai tây nên dai hơn, ít dầu mỡ, ngon tuyệt. Mì khoai tây Omachi rất ngon và không sợ nóng. Nhà bạn đã thử chưa? Omachi rất ngon mà không sợ nóng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là các vật dụng gần gũi trong gia đình. Trong vòng 30 giây, hai cha con của bé Quỳnh Như sẽ chọn những cái món đồ nào mà con cảm thấy thích hơn, thân thiết hơn, đặt ở ô số 1, số 2 và số 3. Còn những món đồ nào mà em cảm thấy thân thiết và thích không bằng mấy cái món đồ ở trên thì em sẽ để ở ô số 4 và số 5. Trong khi mà để hết xong tất cả các ô rồi thì em sẽ chạy lên kia và dùng những hành động cử chỉ của mình diễn tả cho ba biết để ba chỉnh sửa mấy cái ô làm sao cho trùng khớp với em nha. Và cứ mỗi một ô hình giống nhau, hai cha con sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau 1.000.000 đồng. Ba ô hình giống nhau 1.500.000 đồng. Bốn ô hình giống nhau, điều đó là có nghĩa là toàn bộ số ô hình đã giống nhau và sẽ đem đến cho gia đình mình 5.000.000 đồng tiền thưởng. Chúc cho hai cha con may mắn. Bây giờ sẽ là một bộ cho con, một bộ cho bố này. Rồi con tới con coi qua đi, rồi ba cũng coi qua luôn đi ạ. Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi nhanh lên, nhanh lên. Rồi chạy ra, chạy ra. Nhanh lên, số 2. Nhanh lên. Số 2. Rồi, số 2. Rồi, số 3 đi con. Số 3. Số 3. Rồi, số 4. Số 4, số 4. Số 4. Rồi, cố gắng lên. Số 5, số 5. Rồi. Bé thích nhất là những quyển sách. Bé thích đọc sách. Đọc sách. Thứ hai là bé rất yêu quý cái đôi dép lê đi trong nhà. Thứ
ba là một con búp bê rất dễ thương quá. Thứ tư là chiếc lược. Và như vậy hai cha con đã có thể ghi được tổng số tiền thưởng và trò chơi này là 7 triệu đồng. Xin chúc mừng. Dạ, thương cho em và hai bạn cùng chơi một cái áo có chữ bí mật gia đình rất là dễ thương nè. Xin mời cả ba gia đình cùng trở vào và chia sẻ niềm vui với lại bé Quỳnh Như nào. King Kong, một bộ phim hoạt hình được dàn dựng công phu và hoành tráng dựa trên kịch bản của bộ phim điện ảnh cùng tên. Đến với bộ phim, các em sẽ được cùng Jackson và các bạn của mình là những người luôn sát cánh cùng King Kong để chống lại thế lực đen tối đe dọa đến sự an nguy của thế giới. Đĩa VCD King Kong hiện được Trung tâm Dịch vụ Truyền hình phát hành trọn bộ tại 2729 Quỳnh Thúc Kháng, điện thoại 914-7538. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Achinon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Cho tên Bi và gặp lại. Không phải là tin bóng đá thì là mẹ đọc bé nghe. Vậy là mẹ con quyết định. Vậy hả? Nói rõ hơn, chứ năm nay anh muốn ba mẹ tặng năm món gì? Ai tặng món quà con cũng thích. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà đây là món quà con không thích. Thế anh cười tự tin quá đi mất. Cho nên tôi không có dám hỏi thêm một lời nào nữa. Nhưng mà cháu nhớ tới bóng đá thì đó là coi như là sự cố rồi. Rồi. Cũng không thích cái gian hàng bán đồ ăn mà đồ tươi sống.